Bộ Y tế đã dựa vào hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá 4 mức độ nguy cơ của dịch để đưa ra các quy định cụ thể, xác định và điều chỉnh cấp độ dịch. Theo đó, có 3 tiêu chí cấp độ của dịch. Tiêu chí 1 là số ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 dân trong thời gian một tuần. Cấp độ 1 là có từ 0 đến dưới 20 ca. Cấp độ 2 là từ 20 đến dưới 50 ca. Cấp độ 3 là từ 50 đến dưới 150 ca. Cấp độ 4 là từ 150 ca trở lên. Tiêu chí 2 là tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 phân theo 2 mức. Dưới và bằng 70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine và trên 70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine. Tiêu chí 3 là đảm bảo về đáp ứng thu dung điều trị tại cơ sở y tế và các tuyến khi có dịch xảy ra. Như vậy, có thể tạm hiểu nếu địa phương nào có số ca mắc trên 100.000 dân là dưới 20 ca một tuần và tỷ lệ tiêm mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên lớn hơn 70% và có điều kiện thu dung điều trị tốt thì sẽ là địa phương an toàn. Các cái địa phương hoàn toàn có thể linh hoạt, chủ động để mà bổ sung các cái biện pháp cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tuy nhiên là các cái quy định này thì không được trái với những cái quy định đã ở quy định tại nghị quyết 128 cũng như là không gây ách tắc giao thông, vận chuyển hàng hóa cũng như là sản xuất kinh doanh. Cái thứ hai nữa là nếu mà các tỉnh thành phố thực hiện các cái biện pháp áp dụng mà cao hơn so với quy định tại nghị quyết và áp dụng trên toàn tỉnh thì cần phải báo cáo cho Bộ Y tế cũng như là Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn cũng đưa ra các quy định cụ thể về các đối tượng và đi từ những vùng nào thì cần xét nghiệm. Ví dụ, những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh thì chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu của y tế hoặc về từ các vùng nguy cơ cao.